chào các anh em. Hôm nay mình sẽ làm cái video test hai cái lưỡi dao pha luông. Thì đây là cái lưỡi trơn không tách chua, còn đây là một cái lưỡi tách chua. Tách chua là về mặt gõ bobby. Thì hai cái lưỡi này thì cùng một kiểu hoàn thiện, cùng một mắt thép, nhưng mà khác nhau mỗi bề mặt thôi. Cái là có gõ bobby, cái thì không gõ. Thì đây là mình test giữ cạnh, đây là một cái thanh gỗ cầm chỉ tây bắc nhé. Phần này là phần con nu này. Đây thì mình test mỗi phần giữ cạnh thôi, nên là mình sẽ lấy cái thanh này. Thì dao pha luông là dao đa năng, dùng để thái và chặt gà vịt thôi, cho nên là không nhất thiết là phải test cái độ chịu lực của nó. Mình chỉ test mỗi độ giữ cạnh. Đây, anh em xem cho nó dễ nha. Theo ạ, là gỗ cầm chỉ này, cầm chỉ mà mình chặt nó rất là ngọt. Đây là lưỡi dao, đây là tờ giấy A4 nha. Vì cái này chặt xong là nó có dầu dính ở đây này. À, các bạn thấy nhìn dầu này, cầm chỉ này rất là nhiều dầu. Đây mình trả lại với giấy này. Vì là nó có dầu đây này, cái dầu này nó sẽ bám vào cái mép, nó làm cho cái lưỡi dao nó khi cắt giấy là nó gặp với cái phần dầu để nó không được ngọt nữa. Đây là cái lưỡi dao trơn này, không có tách chua nha, không có gõ bố bì. Gỗ này là phần nu cầm chỉ. Đây các anh em. Thì cái gỗ cầm chỉ này nó rất là nhiều dầu. Đấy, dầu nó bám này. Đấy, các bạn thấy không? Đi đâu vẫn test lại với giấy xem là cái độ giữ cạnh của nó thế nào. Bạn nào dù là có gõ búa bi hay không thì cái chất lượng nó cũng như nhau, hoàn thiện nó cũng giống nhau thôi, khác nhau mỗi bề mặt thôi, khác nhau mỗi bề mặt như thế này thôi. Còn đây là cái cục, đây là gỗ cầm chỉ này, mình test cái giữ cạnh đâu, từ gỗ này nó rất là cứng, nó cứng cho nên là nếu như mà cái lưỡi dao nó hơi non hoặc là cái độ cứng nó không đủ, không cao ấy, thì là cái mép bén này nó sẽ bị mất ngay khi mình chặt vào đây. Các bạn nhìn, nếu như mình không cần chặt mạnh, mình chỉ cần băm như thế này thôi. Đấy, mình chỉ cần băm như thế thôi. Nếu như mà cái đầu lưỡi này nó không đủ cứng ấy, là nó sẽ bị mất
và cắt giấy nó sẽ không cắt được nữa. Anh em thấy không? Không cần chọc chỉ cần băm như thế này thôi nè. Chỉ cần băm như vậy thôi là mình sẽ đánh giá là cái đầu lưỡi này nó có giữ cạnh tốt không, dùng nó có sắc lâu không. Nếu như nó mất ngay với những cái phát chặt đầu tiên thì con dao này nó không, cái độ cứng nó không cao. Thì cái phần nhựa này nó ảnh hưởng đi. Thì mình dừng cái video kiểm tra cái độ giữ cạnh của hai cái lưỡi dao này. Rồi. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video nha. Xin chào các anh em.